sẽ hỗ trợ công nhân là diện F0 3 triệu đồng một người và F1 hỗ trợ 1 triệu đồng một người. Thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Còn đối với các công nhân lao động ngoài tỉnh thuộc hai đối tượng là F2 và thuê trọ trong các khu dân cư bị phong tỏa, hỗ trợ tối thiểu 5 kg gạo một người. Hiện cả nước có hơn 32.000 công nhân lao động là F1, F2 đang bị cách ly, không có việc làm, thu nhập giảm sút nghiêm trọng, cuộc sống khó khăn. Do đó, công đoàn đang gấp rút triển khai các chương trình hỗ trợ bằng tiền mặt, chăm lo đời sống để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người lao động.